Chào cô chú anh chị nha. Em còn bốn cái robin mũ nha. Này là bơm nước nha mọi người nha. Đây, bơm nước thôi, bơm nước sách tay. Cái này nó tương đương với mấy cái con robin 351 á mọi người. Này là cho nổ rồi nha mọi người, máy cho nổ rồi. Thì cô chú anh chị nào mà làm hết về để bán lại thì em tính rẻ cho nha. Còn lấy hết, nếu mà lấy hết thì liên hệ số điện thoại cho chủ đề giúp em nha. Giá tốt. Để cho cô chú anh chị cái này thì mình muốn mình để bơm nước, còn không thì mình về là mình lên cái cần phát cỏ, phát cỏ rất là ngon. Mình chỉ cần mở đầu bơm ra rồi mình tiện lại cái cốt nó cho nó ngắn lại để mình lắp cái bô côn đó, rồi là mình lắp cái chuông vào mình xài thôi, lắp cái bộ cần vào mình xài. Máy này là 360 cho nổ hết rồi nha, ba hơi lửa, lấy hết thì giá rẻ hợp lý nha mọi người. Số điện thoại trên tiêu đề nha mọi người nha.